Rồi đi vô đi coi. Đi quán cà phê đi, vô quán cà phê đi. Chị Hân quay lên nè, quay mặt lên đây nè. Đẹp quá, rồi đi vô đi, đi vô đi, đi vô coi quán cà phê đẹp không nghe. Bông hoa đẹp quá chị Hân ơi, chị Hân chụp hình với bông hoa không? Đừng có chạy lung tung. Chị Hân chơi gì đó? Đưa Mikachu mẹ giữ cho. Hoa này hoa Phật nha. Đây là chú ở Đà Lạt nha. Dơ đồ đó con. Đây là cái giả thôi. Đi ra đây với mẹ nè. Cầm dép ra. Cầu Trần Quân Na rồi làm bao.
thân.